xin chào anh em. Hôm nay là một video rất là đặc biệt. Mình với Trương phải khai hàng lậu video ngắn này thôi, với một mình chắc là không nổi. Dữ vậy. Ở đây là một cái hộp xì gà đặc biệt. Nếu anh nhớ không lầm đó là Romeo Best of Rose. Đúng rồi, cái giường hoa hồng. Đó. Ok, đây là sản phẩm của Romeo y Julieta, nhưng không phải Cuba. Để nhiều anh em cứ lầm lẫn, đây là non Cuban. Đúng, okay. Đúng. Rồi. Nó luôn sơ xíu đi ha. Ok. Cái mùi tại khu này nặng lắm. Thì đây là một sản phẩm limited và phải nói là siêu limited luôn chưa? Siêu limited luôn. Theo như là limited tới mức là không có ai review sản phẩm này trên thị trường luôn. Lý do là sao không có người review biết tại sao chưa? Nghĩ chắc người ta mua xong người ta giấu. Đúng rồi. Số lượng sản phẩm cái này nó sẽ là một cái tủ humidor, nghĩa là humidor đựng xì gà. Tuy nhiên cái tủ này nó sẽ kèm theo 20 điếu xì gà sao chiêu chiêu. 24 điếu xì gà sao chiêu chiêu. Nhưng điểm đặc biệt ở đây á là chỉ có 100 cái tủ xì gà này trên toàn thế giới, và ngay từ cái ngày mở bán tất cả cái tủ xì gà này đã được bán hết rồi, thành ra là gần như không có bất kỳ ai có sản phẩm mà review trên mạng. Và những người mà sở hữu cái tủ này thì người ta giấu. Ồ, 100 tủ là 2400 điếu xì gà nè. Đúng rồi. Rồi điếu xì gà thì nghĩa là chỉ add on thôi, mình có thể hút. Mình có thể hút điếu đó nhưng mà mình có thể bỏ những điếu khác vô. Và cái điếu kèm theo điếu xài chiêu chiêu, thành ra là tất nhiên là nó quá dài, thành ra nghĩ là điếu nào mình cũng có thể bỏ đi được. Hợp lý. Và có một điểm đặc biệt nữa là cái điếu kèm theo đó là cái điếu không có bán ở bất kỳ đâu trên thế giới này cả, nó chỉ kèm theo trong cái bộ này thôi. Tức là muốn hút điếu đó phải có cái tủ này. Đúng rồi, và mỗi tủ này chỉ có 24 điếu thôi. Ghê. Tủ này rất là đắt, nhưng mà trong video mình chỉ giới thiệu thôi. Okay. Chưa biết là hàng limited mà giá sẽ tăng lên theo thời gian. Rất may mắn là sẽ chưa có một cái tủ này nha. Chứ tại thật ra là trên thế giới chỉ có đúng 100 cái tủ thôi chứ. Sao anh trai lấy được hay vậy? Thì anh em đừng lo, bây giờ mình thử. Okay, nó sẽ bỏ vào cái tủ bự vậy. Bây giờ mời chú heo chạy đây rồi nó thử cái quá trình unspot ha. Mở ra 21 giày vậy? Đúng rồi, cho cái tủ nhiều tiền. Nó có một cái lớp nhung màu đỏ ha. Một cái lớp nhung ấy, cái này chưa mở lần nào hết, thì mình cứ gỡ cái rìa này ra ha. Nó là cái nắp. Ủa cái nắp này. Cái hộp có cái logo Romeo nha. Ê, hay quá ta. Đấy, để cái hộp thôi. Để mở lên thôi. Ok. Ngắt chiếu là luôn. Cũng đây nó có cái nhung riêu nè. Chương kinh cái đó nè. Ôi, nặng quá đi. Đỉnh vãi, bao bì đỉnh vãi. Á, cái màu này nó cũng xịn á. Mùi gỗ thơm lắm chưa? Chưa có thể tiết lộ được cái này là gỗ gì không? Về gỗ thì em không rành lắm, nhưng mà theo em biết á, cái lớp hoàn thiện về mặt nó là piano sherry. Anh biết là cái lớp phủ nó bóng bóng, nó kiểu như là sơn mài, nhưng mà kiểu mà sơn mài mà kiểu để phủ lên mấy cái bàn đánh piano đúng không? Đúng. Bây giờ anh giữ này chưa nhắc nữa, nhắc đủ nặng vãi. Mình xin lỗi với anh em, tại vì video này là anh em mình vừa quay thực tế và khui luôn. Thật sự là cái giá tủ này rất là đắt quá, nhưng hai là không có nhiều và mình cũng muốn khui ra xong nó mất cái zin á. Mình sẽ mất zin cùng nhau. Đẹp quá chưa? Xịn thiệt, lung linh. Anh thấy ở đây thì nó sẽ có miếng da. Ốp lên, phía trên này cũng có miếng da luôn. Cái công dụng miếng da ốp lên đây để mình để những cái gì phụ kiện gì đó ở trên đây, nhưng không làm trầy cái lớp piano trên đây nè. Em nghe mùi rồi mà không biết gỗ gì. Mùi thì gỗ rất là thơm, anh nghĩ chắc là cũng mấy cái dạng mà gỗ họ nhà tiết tùng á. Tại vì cái mùi này nó sẽ giúp cho mấy con bọ xì gà này nó không có tồn tại được. Nó rất nhanh. Ở đây. Xịn dữ. Bây giờ như thế này mình sẽ coi thử từng bước ha. Ok. Thì tất cả những cái bản lời này đều có mạ một lớp màu vàng, nhưng mà nghĩ nó chỉ là màu vàng thôi. Không có đóng cái logo Romeo gì cả ở đây. Ở đây là sẽ có 1, 2, 3 ngăn. Ba ngăn này sẽ là ba ngăn chứa cái điếu rất là đặc biệt, đó là Romeo y Julieta Best of the Rose. Có khóa chữ Romeo y Julieta ở đây luôn. Có đóng logo ở đây. Điểm rất là hay ha. Má thơm quá. Cái này mình có thấy trượt ra được luôn chưa? Rồi, ở đây thì anh thấy sẽ có một cái ngăn. Anh nghĩ là đây là cái ngăn đựng những dòng xì gà không biết đâu hỗn hợp. Có nghĩa là size lớn size nhỏ cũng được hết, có một cái độ cao nhất định làm hai đường rất là nhiều. Thì ở đây anh nghĩ là một cái hộp bình thường 24 điếu thì bỏ vừa đây. Một hộp cơ bản xì gà cơ bản 24 điếu thì bỏ đây sẽ được một hộp xì gà. Ở đây em thấy có cái đồng hồ đó không?
hai hộp xì gà, ở đây có thêm vách ngăn nữa. Này chắc để biểu hiện ba hộp xì gà, bốn hộp xì gà. Úi, ê, ê, cái gì đây? Cái gì đây? À, một lượng vàng SGC. U, 75 triệu. À, chìa khóa đâu? Chìa khóa đây. Đây mình sẽ thử chìa khóa nha. Nè, giờ xoay. Đó. U, nghe là cạch luôn rồi em. Đúng lắm, xịn đi. Này sẽ thấy là tất cả này đều tháo được. Ừ. Gỗ cũng rất là ok, gia công rất là mịn màng, ok hết. Và ở đây em sẽ thấy nó có hai miếng cao su để nó hít được, và anh em phải để như vậy, hoặc anh em phải đẩy qua đây xíu, hoặc đẩy qua đây xíu, hoặc là có thể tháo ra luôn, tháo ra luôn cho nó trống như thế này thì tùy anh em. Và tất cả những khay này đều có chữ Romeo y Julieta. Damn, xịn vãi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lại như cũ nha. À, những cái chân ở dưới chân đây thì nó cũng có những cái logo là Romeo y Julieta đó nè. Đùm. À, thật ra là chưa bao giờ anh em quay review mà khó như vậy chứ. Ừ, rung tay. Tại vì sản phẩm quá xịn. Nó quá lớn để có thể mà ngồi review được hay đứng. Thì mình đã unbox xong rồi, thì mình sẽ kêu recap tóm tắt lại những cái thứ cơ bản của cái hộp này nha. Ok. Thì đây là một cái hộp xì gà. Nó là thực chất nó là một tủ xì gà humidor, một tủ đựng xì gà. Điểm đặc biệt của tủ này là nó sẽ có những điểm đặc biệt sau. Thứ nhất, chỉ có 100 hộp humidor này được sản xuất toàn thế giới thôi. Anh em sẽ hiểu là lý lịch đa số á, khoảng 1.000 là đã quá hiếm rồi. Đúng rồi. Thông thường như được rồi mới review phiếu của Quân Hiba Shop 88 và Jeep The Dragon á. Dragon. Hình như tới 21.888. Đúng rồi, 21.888. Đúng rồi, bỏ này chỉ có 100.000 sorry, chỉ có 100 bộ toàn thế giới thôi, rất là hiếm. Điểm tiếp theo đặc biệt của cái sản phẩm tủ này nữa là nó đi kèm theo 24 điếu xì gà cũng cùng tên luôn. Romeo Best of the Rose. Best of the Rose. Sai chơi chiêu và nằm ở đây. Anh em sẽ biết là khi mà giao hàng á thì họ sẽ để một cái tủ này riêng và xì gà sẽ được bảo quản ở chỗ riêng. Và tất nhiên mà khi anh em nhận được hàng thì tất nhiên mình sẽ gửi kèm riêng theo và anh em sẽ nên tự đặt vào đây. Tại vì trong quá trình để như vậy và bảo quản nó phải là hư xì gà không cắt thì xì gà sẽ được để riêng. Đúng. Nếu như anh nào không biết thì mình có một cái sản phẩm của Romeo y Julieta đó là Bob Love, Bob Love, cái sách tình yêu và cái này là cái ngọn dừa hoa hồng. Ok. Dừa dừa. Thì dung tích chứa thì sẽ là gồm 24 điếu này cộng theo 1, 2, 3, 4 hộp là 100 điếu nữa. Là 4 hộp mà hộp ở 25 là 100 điếu. Đúng rồi. Vậy là khoảng dung tích chứa khoảng 120-125 điếu trong một tủ này. Tất cả mọi gia công hoàn thiện thì mang đậm chất của tụi Romeo y Julieta. Rất là lãng mạn. Nói chung là mọi thứ là rất ok, nhưng mà mình kiểu chưa có kinh nghiệm quay những mẫu to như thế này thì mình cũng không biết chuyện này thế nào, nhưng mà cái này là về quy tắc mình không dám quay luôn. Đúng. Chia sẻ là anh Trương có một khách kêu quay đi để anh chốt, nên thành ra là mình mới lấy cái mình quay. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ lại, nhưng mà bao bì đóng nó ok, bây giờ Trương cho anh lại nó. Đây, ok, bây giờ mình sẽ đóng cái cũ ha. Có một điểm trừ của sản phẩm này, không biết là điểm trừ hay là mình không biết, nhưng mà anh em biết, là những cái sản phẩm mà limited edition á, nó sẽ đóng một cái logo ở đây. Nó sẽ ghi là số thứ tự sản phẩm nó trên tổng số lượng. Ví dụ như cái này là số 10 thì sẽ là 10 trên 100. Nhưng mà tại sao nãy giờ kiếm không thấy? Hay dưới nick không ta? Có hỏi chứ. Bây giờ nhắc lên chúng con nữa nha. Không có. Không có luôn. Không lắm. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bỏ lại. Bao bì nó xịn không chứ? Chút. Nó xịn luôn. Nó mới búi rồi, nó hộp. Bà nhà nàng cũng không biết sao bỏ vô. Ok, tắt video nhờ chú heo phụ nữa, ba hàng bỏ vô lại được.